Các nhà nghiên cứu tại Học viện Ứng dụng Sinh học WIS của Đại học Harvard, Mỹ vừa chế tạo thành công một loại nhựa sinh học mới, chủ yếu được tổng hợp từ vỏ các loài động vật giáp xác. Loại nhựa có tên là Steel này có thể dùng để sản xuất túi ni lông, đồ dùng bằng nhựa, vừa bền vừa thân thiện với môi trường. Nhựa sinh học Steel được chế tạo từ hỗn hợp gồm chitosan, chất xơ tự nhiên ăn được có trong vỏ các loài giáp xác và chất fibroin lấy từ tơ lụa. Nhờ đó, Steel không những rắn chắc mà còn dễ định dạng, rất thuận tiện cho việc sản xuất đồ dùng. Ngoài ra, do được tổng hợp chủ yếu từ vỏ tôm, nên loại nhựa này còn giữ lại một lượng dưỡng chất nhất định. Theo đó, những đồ dùng từ nhựa Steel đã qua sử dụng có thể được tận dụng làm phân bón cho cây. Chúng ta có thể gieo những hạt giống trong những vật dụng làm từ nhựa Steel đã bị hư hỏng. Các cây sẽ mọc lên xanh tốt. Theo các nhà nghiên cứu, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là làm sao để hạ giá thành sản phẩm. Trước mắt họ đã liên kết với các nhà máy chế biến tôm để thu mua vỏ tôm làm nguyên liệu. Ông Inger tin rằng, không bao lâu nữa, loại nhựa sinh học mới này sẽ thay thế hoàn toàn các sản phẩm bằng nhựa truyền thống, hiện đang được xem là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường.